Hello anh em nhé, chào mừng tất cả em, gọi là gì nhỉ? Chào mừng tất cả anh em lại quay trở lại kênh của mình nhá. Hôm nay mình sẽ làm về con cú sáu. Gọi là khá là nhiều anh em thích xem một cú sáu đúng không? Mình tìm hiểu rồi anh em ạ, nó không phải do phiên bản mà cũng không phải do Kemu đâu, mà nó do màn hình rộng quá anh em ạ, nên nó bị mất hình. Như anh xem vừa xem đây, mất cái này là do gọi là độ hiển thị anh em ạ. Anh em để to quá nó bị mất màn hình ấy. Ok, hôm nay mình sẽ làm clip về con cú 6 anh em nhé. Thì con cú 6 thì cả hai server thì tính ra cú 6 hình như được có, hình như được có mỗi con này anh em ạ. À không, hai con, một con đập về làng server kinh môn, con đấu sĩ đi linh thú thường anh em ạ, cũng có con cú sáu. Và bên hoa lư thì cũng có một con ma madara là cú sáu anh em nhé. Thật anh em, chứ bên hoa lư có pet là ngon rồi anh em ạ, mà không phải pet là ngon mà cứ có pet là anh em sẽ lên anh em ạ. Thì ok, nhưng anh em xem thì đây chính là giao diện của con cú 6 anh em thấy ạ. Hình như cú 6 nó to hơn đôi con đại bàng 6 à. Anh em đợi tí nhá, để mình xem con đại bàng nào ở làng không nhé, cho anh em xem. Không có anh em ạ, xin đông. Xem con pet 6 không? Để mình sẽ so sánh cho anh em xem về độ to. Kiểu nữ đi đâu rồi ta, mà kiểu nữ là rồng, mà hình như nếu như mình không nhầm thì con cú 6 nó phải to hơn con đại bàng 6 anh em ạ, hình như là to hơn đấy, nó chỉ bé hơn con rồng thôi. Đây, xem nào. Bé hơn rồng em thấy không? Bé hơn đúng không? Đấy, bé hơn thật. Thế thì hình như nó bé hơn cả đại bàng anh em ạ. Không, xem nhau đấy anh em ạ, không có rồng to hơn, rồng đầu nó to quá anh em ạ. Đây còn có sừng ấy đấy, em thấy không? Con rồng vẫn to hơn nhá. Ok, đây chính là con cú sáu ngon nhất nhá, nói luôn. À không, ngon nhất trong game chính với anh hùng. Tí nữa mình sẽ giải thích cho em tại sao nó ngon nhất nhá. Ok, đầu tiên mình sẽ xem qua đồ Madara anh em nhé. Một set vật lý tấn công phản à? Hay là... Ủa? Tấn công xuyên à? Thế khả năng cái set này để giao thẻ rồi. À không, PK và KS thẻ anh em ạ. Ui, có một cái phi phong luôn anh em ạ. Thì vẫn là một set đồ 7x phun dòng anh em ạ. Phải thường 8 anh ạ, tức là chưa full anh ạ. Ô, lại chưa băng lan ta. Rất là dị anh em ạ. Mặc dù là phượng lửa ấy. Phượng lửa chơi băng lan gọi là gần như là không được x2 anh em nhé. Ủa, deck này có hai phượng hoàng à? Lên đồ dị ta. Phượng lửa mà lại chơi băng lan anh em ạ. Xong chơi sang lan ta. Một cái bút. Sự kiện. Một cái áo đấu giá vĩnh viễn, một cái áo bạch mi vĩnh viễn, à đâu, áo này thời hạn anh em ạ, mình cứ tưởng vĩnh viễn. Một cái chổi thời hạn, một cái mặt nạ thời hạn, vậy là ủa, sẽ được tầm 38k nhỉ. Một set đồ 15 full được anh em nhỉ? À không, không full anh em ạ, chỉ full 21% thôi chứ không full thuộc tính ẩn 3% nhé. Đấy, anh em thấy tại sao bảo là con cú viêm nhá, vì nó có tiên khí anh em ạ. Đấy, đấy tiên khí em nhé. Con đập về làng mặc dù là cú 6 đấy, mình nó không có tiên khí thì phải. Ok, cho anh em xem con pet nhé. Một cú cấp 5, skin tiên khí anh em ạ. Đây, skin con cú thì là biến hình trong 90 giây. À đâu, biến hình trong 5 giây, giảm sát thương 90%, 20% xuất hiện
Chờ 60 giây à? Hôm trước con cú 5. Hôm trước mình xem con cú 5 à. Nick tàn khốc một anh em nhé, anh em có thể xem lại ở góc màn hình anh em nhé. Đấy, đấy là con tàn khốc con cú 5. Thì cái thời gian chờ của nó là 120 giây với hồi anh em ạ. Thế anh em quá là lâu nhé. Sau khi anh lên sóng mà thời gian chờ đã 60 giây, kể ra con cú nó phế rồi thì nên cho nó hồi khoảng 30 giây thôi anh em ạ. Thủ tính lan ngon, ok, hồi BMW tăng rất su. Du ngủ 25% anh em ạ. Thế anh em 25% nó là quá cao đấy. Ok, mình sẽ làm một clip test về con cú nha anh em. Em đợi mình xíu. Thôi anh em thông cảm với cái lỗi hiển thị kia nhé, chứ mình cũng không muốn để anh em bị cái hiển thị đâu. Thật anh em là nó do mình kéo màn hình anh em, mình kéo to quá là nó bị ấy. Em đợi xíu nha. Mình sẽ test con cú cho anh em xem. Ngày trước mình làm cái con đập về làng ấy, xong rồi bị bản quyền anh em. Thế là mình phải xóa nó đi rồi. À, thế thì mình vẫn còn con úp sự kiện mà. Úp sự kiện mình cũng làm. Úp sự kiện mình cũng làm rồi nhá. Cũng có gọi là ba con bé 6 nhá. Anh em cũng có thể xem lại ở góc màn hình nhá. Đấy. Mình sẽ chèn lại cho anh em xem. Rồi. Rồi đấy. Từ từ. Tiện thể mình show luôn đồ Mara cho anh em xem nhá. Sắc 2 thì chắc chắn là giảm vào rồi. Đấy, sắc này thì chơi sắc lan đây. Sắc lan. Nói chung là chủ nick vẫn một cái phim không khoái nhá. Nói chung là mình thấy là chủ nick vẫn chưa đầu tư về cái mảng thuộc tính lan này em ạ. Vì cũng đúng thôi, đồ 7x mà anh em. Đồ 70 này. Chắc chủ nick phải đợi 80 anh em ạ. Đợi 80 là gọi là full full từ đầu đến cuối đấy. Để mình xem lại cái set tấn công phản xuyên giáp nhá. Đồ 70 anh em ạ. Bảo sao mà chủ nick không đầu tư. Chắc đợi 80 đấy. Đợi 80 và làm phát gọi là full hay set 80 full từ trên đường dưới đây anh em ạ. Xem hành trang có gì nữa. Một set đồ nữa anh em ạ. Lại một set tấn công phản và full sắc lan anh em ạ. Cũng level 70. À, set loài thì thuộc tính đầu tư khá là ngon anh em. Mặc dù nó cũng không full chín đâu, mà cũng full hết sắc lan từ A đến Z này. Cũng được anh em nhỉ. Đấy. Đấy, vậy là ba set đồ nhá. Bản thân khác. Thôi. Tấn công 38K2 à. Mình sẽ mặc hết đồ mà nó có nhé, cái bút này, một cáo này, cần chổi của ta, thôi cái chổi vì không phải của nó nên mình không mặc nhé, 45K7 anh em ạ, rồi tiếp theo đây sẽ là tiết mục test con cú anh em nhé, mình sẽ vã cho anh em xem, anh em đợi xíu, trên mình anh em đang là con quýt anh em ạ, anh em có xem 7 viên ngọc rồng không? Ui, anh em xem 7 viên ngọc rồng thì chắc chắn anh em biết Whis gọi là Whis là sư phụ à, sư phụ của cái ông hủy diệt anh em. Mình quên rồi, lâu lắm mình không xem rồi. Hãy cho anh em xem qua đồ Whis nhé. Full một set tấn công giảm sát thương nhá. Set này mà cung thủ mà bắn thì bắn với pháp sư anh em thì gọi là nhức cái nách luôn này em. Pháp sư không dãy được. Mà mình vẫn thắc mắc là tại sao con Whis này nó chưa có pet anh em ạ. Này, thú cưng là cái lồng đèn anh ạ. Một lợn khá là ngon. Rồi. Mình sẽ test trên Whis trên set đồ tấn công phản anh nhá. Thử mình sẽ cho nó biến hình á. Ui.
tỷ lệ ru ngủ gọi là quá là cao anh em ạ. Em thấy không? Chạm phát là ru ngủ rồi. Đây đây, biến cú rồi. Biến cú cũng không trâu lắm anh em ạ. Anh em thấy cái ru ngủ không? Cứ chạm cái là ru ngủ nhá. Khi anh em ru ngủ nhá, anh em không đi được biển nhá. À, anh em thấy không? Bơm máu xem bơm được không nhá. Từ từ từ. Mình sẽ test xem bơm máu bơm được không nhá. Rồi. Ru ngủ rồi. Ơ dù vẫn bơm được máu anh ạ. Thế thì chơi bời gì nữa. Đấy anh em thấy con cu nó phế không? Thật là nó quá là phế anh em ạ. Mình đang muốn test đấy chính là khi biến hình thì cái lượng đam đam vào con quýt nhá. Vì đây thông tin của con cu đây nào, lại bị rồi anh ạ. Đây khi biến hình giảm sát thương 90% này trong 5 giây. Giảm sát thương nếu mình không nhầm thì đối phương sẽ bị giảm giảm sát thương 90% là sao ta? Chẳng nhẽ là con cú nó vã vào đối phương biến hình rồi giảm sát thương là con cú vã vào mình được giảm đi à? Phải không ta? Rồi biến hình nhanh 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 rồi từ đó lỗi anh em ạ. Ui, bị choáng ngủ anh em ạ. Ok lại nhá, bắn bình thường là được à. Bắn bình thường chết luôn anh em nói chung cung thủ thì nó là gọi là khắc tinh của pháp sư rồi. Từ mình búp máu lên em nhé, không búp máu lên thì không chịu được một hit của con quýt thì quá ngại anh em ạ. Thì test cái gì nữa đúng không? À mà con cú nó có một dòng nữa đấy chính là cái chuyển sát thương này nhé. Đây này. Cái chuyển sát thương qua MP này 10.000 này, khả năng em đã bỏ lỗi nhé, mình test chữa. Rồi bắn một cái là còn 127 nhá. Giờ mình sẽ biến thành cú đi. Kìa, đừng ru ngủ nữa. Rồi, bắn bắn nhanh. Vừa ru ngủ vừa biến thành cú anh em ạ. Biến cú xuất hiện kìa anh em. Mình cũng không hiểu là mình đang có ý định làm gì ấy, vì nó rất khó là test anh em ạ. À, phải chờ anh em ạ. Chờ đâu đấy tận 60 giây cơ. Nói chung là bên Hoa Lư thì dùng cú thôi chứ còn server cũ thì mình thấy là server cũ thì có đập về làng này, cùi bắp bắp này và toàn khốc anh em nhé. Ba đấy có cú. Của server Hoa Lư thì mới có một Madara thôi. Kiếp này nó bắn rát thật anh em ạ. Mình cũng chưa hiểu cái nguyên lý là khi biến thành cú thì bên nào lợi anh em ạ. Rồi. Biến thành chồn không bắn được anh ạ. À đây. Lúc đấy là hết chồn rồi. Nó khó test thật anh em ạ. Cho mà ra đầy máu ra anh em. Giảm sát thương 90% là sao ra? Nó còn cú gây lú thật anh em ạ. Cú gây lú. Rồi mình sẽ đam vào là mấy ca máu đấy, 1K4 này, 1K4 này, 1K này. Mình sẽ cho kỹ năng một ra ngoài đánh đi, 7K nhá, 700 anh ơi. Đây em cứ xem trung bình là 700 nhá, 1.000 kìa. À
là sao ta, khi mình vừa vã mà bị biến hình đấy, mà đam nó vẫn vậy anh em ạ, nó vẫn 700 đến 800 anh em ạ. Thế thì cái biến hình có tác dụng gì ta? Mẹ skin nó cú phế thực sự anh em ạ. Chưa thấy có tác dụng gì nhá. Ngoài cái ru ngủ nhiều vãi đái ra anh em ạ. Mà chạm cái là dậy rồi đâu. Tám trăm nhá, mình xem cứ 821 nhá. Ủa, mà khi du ngủ thấy bảo là cộng đam mà, thằng con cú lỗi nhiều quá anh em ạ. Du ngủ mục tiêu trong 10 giây, khi du ngủ bất động và tịch lại khi nhận sát thương ngoài hết 10 giây. À, rồi, đấy, anh em thấy không? Là sao ta? Hay do cái áo ta? À, khả năng do sát thương chuẩn của cái áo ấy. Mình sẽ mặc cái này đi. Mặc cái này test anh em nhé. Chứ mình thấy cú nó hơi bị ảo đó đấy. Đây nhá, bên bình thường cứ 800 với lại 1k1 nha anh em nhé. Thế mà biến thành cú, à, biến thành chồn vẫn vậy anh em ạ. Thế cái giảm sát thương 90% là cái gì ta? Đây anh em xem cái biến hình giảm sát thương 90% trong 5 giây. Giảm sát thương 90% là sao nhỉ? Lú thật đấy. Đấy, hóa trồn này, vã vẫn cứ 800 tiết này. Đấy, đấy. Vậy là khi hóa trồn này anh em ạ, cũng chả thấy cái tác dụng gì cả. Ảo thật sự anh em ạ. Rồi, bây giờ sẽ là khi con Whis hóa trồn thì con Whis sẽ bam mana ra nhá. Rồi, em đợi tí để mình cài skin đấy. Đây nhá, đang chay vào là 7k nhá. 7k nhá. 7 mẹ đúng rồi. Nó khắc chế anh em ạ. Trong khi con Madara bem con Whis được có 7 800 ấy, mà con Whis nó vã cứ 1k4 cả. Đấy. Cứ 1k4 cả anh em thấy không? Ok. 14k nhá, quên. 14 7 48 nhá. Ra đều vãi đái anh em. Rồi, bây giờ sẽ là phải nhanh tay anh em. Biến con này thành cú phát à. Biến thành cú lại đều bắn được anh em ạ. Đảo vậy ta. Tức là khi biến thành cú ấy, thì Whis lại không mem được con Madara. Hay là giảm sát thương 90% lại bị đam mít đi nhỉ? Khó hiểu thật đấy anh em ạ. Thế thì đúng rồi, khả năng là con cú nó bị một vấn đề gì đấy anh em ạ. Mình sẽ làm. Là phải nhanh anh em ạ. Mình phải biến lại con Whis thành thành cú mà mình vã luôn nhé. Thôi. Đấy anh em thấy không? Biến thành cú là mất đam nhé. Vậy là khi con đùa lú thật anh em ạ. Tức là khi con Whis biến thành con cú thì à, bị biến hình ý, thì gần như là mất đam nhá. Thế à, mình sẽ thử skin to đi. Skin nhỏ có thể nó bị fix đi rồi. Xem Mara chịu cú chưa. Rồi, vậy là một hit. Để mình cho con Mara full máu đi, xong mình sẽ
xem một hit con quýt nó bắn thì mất bao nhiêu máu nhá. Tắt đi. Rồi. Có cái áo giáp rất thương em ạ. Không tính nhá. Tự nhiên có cái áo vào đây ta. Rồi, rồi, rồi mất áo nha. Rồi một hit là con quýt nó bắn con Madara còn có tôi mất 100k máu nhá. Rồi đợi biến hình nhá, mình bắn mất bao nhiêu máu nhá. Chắc là cú khó chịu thực sự anh em. Phải nhanh anh em. Rồi vậy là khi bị biến hình thì đối phương gọi là mất đam luôn anh em ạ. Nhưng mà thực mình nói thật anh em là 5 giây đâu, quá là ngắn anh em ạ. Team Obi khả năng phải fix lại chứ mình thấy con cú này phế quá, phế thực sự anh em ạ. Mặc dù 5 giây đối phương sẽ bị gọi là bất động trong vòng 5 giây, à không có bất động đâu, đối phương gọi là bị mất đam trong vòng 5 giây nhá, mất đam trong vòng 5 giây và chả làm sao cả anh em. Con cù nó phế quá. Ơ huyết đang bơm máu à, mình để mình tắt đi cho mình test xem tí nữa con huyết nó có khi bị biến thành cú ấy, nó có bơm máu được không nhá. Phải test anh em. Rồi 74k được rồi. Đang bị ru ngủ kìa. Đấy, tôi đi lại bình thường em. Em đợi xíu, đây rồi, đây rồi. Biến thành cú vẫn hồi được máu anh em nhé. Thế thì chơi bời cái gì nữa đúng không? Ok, và một một cái lỗi nữa mình sẽ gọi là mình sẽ cắt clip ngắn này ra cho anh em nhé. Đấy chính là con cú bị lỗi. Lỗi thứ nhất đấy chính là anh em thấy cái dòng đây chuyển sát thương qua MP 10k, chuyển sát thương qua MP 10k nhá. MP con này đang là 61k8 anh em nhé, trong khi đấy whip vã này đấy bắn một hit MP không mất một tí gì anh em nhé, tức là con này đã bị lỗi rồi, lỗi skin, lỗi con cú anh em ạ. Cái đoạn này mình sẽ gửi nhé, gửi đến bên kỹ thuật viên để kỹ thuật viên check lại con cú nhé, chứ con cú lỗi mà. Mà nếu mà được thì mình cũng mong là team lên xem lại con cú nhé. Thì cái biến hình giảm sát thương 90% kìa. Nãy mình vừa test đúng không? Khi con whip biến thành cú thì đam của con Madara này và con whip vẫn vậy anh em ạ. Đây nha. Mình sẽ làm lại nhé, vì mình sẽ cắt ngắn này ra mà. Đây. Đấy, biến thành trốn nhá. Đấy anh em thấy không? Vẫn trừ 800 với lại 1k máu nhá. Tức là khi bị biến hình ý thì cái sát thương từ người có cú cấp 6 đam lên gần như là không có tác dụng gì nhá. Tức là khi đối phương bị biến hình thành trồn ấy thì cái đam mà chủ nick có cú đam lên đối phương thì cái sát thương vẫn chỉ nhận tương đấy thôi nhá, và nó không thêm một cái gì nhá. Mình vẫn không hiểu cái giảm sát thương 90 nghĩa là gì thôi. Giảm sát thương 90 hình như là giảm sát thương 90% tức là khi đối phương bị biến thành trồn ấy thì đối phương bem vào bị mất đam nhá. Đấy, cái đấy là mình vừa test rồi. Thì tức là cái giảm sát thương 90% mình cũng không hiểu nó là cái gì anh em ạ. Giảm sát thương 90%. Trong 5 giây hay là khi đối phương biến thành trồn thì mình được bất tử. Khả năng vậy anh em ạ, chứ giờ chẳng cái nào thì có thể giải thích được con cú rồi. Đấy, thì nếu như gọi là quản trị viên hoặc là bên team Mobi có xem được clip này thì
Mình nghĩ là nên xem lại con cú nhá. Chứ nói thật con cú này nó quá phế luôn. Xem lại cái thứ nhất đấy là cái lỗi chuyển soát thương qua MB 10.000 không có tác dụng. Đấy là một. Cái thứ hai là thời gian chờ hồi skin của con pet khi biến hình quá lâu, lâu gấp phải lâu gấp hai những con pet bình thường hay sao nhỉ? Chờ 60 giây là như con rồng là không mất thời gian chờ này, con đại bàng hình như 30 giây à? Đấy, báo lỗi mà lại quên hết anh em ạ. Thôi ok, thôi để báo lỗi mình làm clip riêng đi. Đấy, vậy là hôm nay mình đã show cho anh em xem một con cú cấp 6 nhá. Mình cũng test qua khả năng của con cú cấp 6 rồi cho anh em xem rồi đấy. Thì nó thật anh em là cho mình cũng không lên nhé. Nhưng mà bên Hoa Lư thì ra vẫn lên pet nhé. Chứ cho mình thì mình không lên đâu. Nó thật anh em nó phế quá. Như anh em vừa xem đấy. Quá là phế luôn anh em ạ, đúng không? Ok. Anh em xem đây thì nếu thấy clip hay hoặc là anh em thấy clip thích thích thì anh em có thể cho mình xin một đăng ký nhá. Nếu được thì anh em cho mình xin một like đi. Xin một like và một đăng ký kênh nhá. Kênh mình sắp lên 3.000 sub rồi anh em ạ. Đấy, thì anh em cho mình xin một đăng ký. Ngoài ra thì anh em nào có nhu cầu làm đồ dòng 1, dòng 2, full 9 hoặc là mua điện thoại FP2 5 treo game hoặc là thay pin các kiểu gì anh em cũng liên hệ nhé. Số Zalo mình để trong mô tả nhé, hoặc là anh em nhìn trên màn hình nhé. Ok. Chúc anh em chơi game vui vẻ nhé. Hẹn gặp anh em ở clip sau anh em.